Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phòng chống tham nhũng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. Sở Tư pháp Thanh Hóa thực hiện hiệu quả công tác thanh kiểm tra năm 2019. Huyện Thiệu Hóa quan tâm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Trong thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra luôn được Sở Tư pháp quan tâm và xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong năm 2019, Sở Tư pháp đã tiến hành thanh kiểm tra 29 tổ chức và hoạt động của các tổ chức bổ trợ tư pháp. Trong đó, có 11 cuộc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng, 5 cuộc thanh tra liên ngành lĩnh vực luật sư, 7 tổ chức đấu giá tài sản và một số cuộc thanh tra liên ngành các lĩnh vực con nuôi thừa phát lại. Kết quả, Sở Tư pháp đã ban hành 10 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 60 triệu đồng. Sau khi ban hành kết luận thanh kiểm tra, lãnh đạo Sở Tư pháp đã tích cực chỉ đạo các phòng ban theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và thực hiện các kết luận thanh tra, đảm bảo kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Đa số các đơn vị tổ chức được thanh kiểm tra đã nhận thức rõ những sai phạm của mình để khắc phục. Trong thời gian qua, cấp ủy chính quyền huyện Hoàng Hóa đã luôn tích cực chỉ đạo các ngành phòng thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, không để tình trạng đơn thư kéo dài, vượt cấp. Trong năm 2019, huyện Hoàng Hóa đã tiếp 259 công dân đến các cơ quan cấp huyện để khiếu nại tố cáo, kiến nghị, đề nghị. Nội dung chủ yếu là đề nghị xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết tranh chấp đất đai, hỏi về giao đất sản xuất nông nghiệp và phản ánh về các vấn đề ô nhiễm môi trường. Năm 2019, huyện tiếp nhận trên 100 đơn khiếu nại tố cáo với các nội dung về đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, phản ánh một số sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai, tài chính, ngân sách cấp xã, bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất. Trong đó có 15 cuộc đông người. Đến hết năm 2019, 100% các kiến nghị đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện đã được trả lời và giải quyết. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn khiếu nại tố cáo đã được các cấp xã, huyện giải quyết nhiều lần hết thẩm quyền nhưng công dân vẫn không thực hiện. Huyện, các cấp ủy, chính quyền đang tiếp tục giải quyết dứt điểm. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, huyện Thiệu Hóa là một trong những địa phương vẫn còn tình trạng khiếu kiện vượt cấp kéo dài, ảnh hưởng tới an ninh chính trị trên địa bàn. Xác định việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm ổn định tình hình, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Thiệu Hóa đã phân công nhiệm vụ chủ động tiếp, đối thoại và giải quyết nhiều vấn đề nhân dân đề cập khiếu nại. Qua tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, huyện Thiệu Hóa đã phát hiện, giải quyết nhiều sai phạm liên quan đến quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xử lý nghiêm các cán bộ sai phạm. Những năm trước đây, Thiệu Công là một trong những điểm nóng trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, do nhân dân trong xã còn nhiều vấn đề về đất đai vướng mắc chưa được giải quyết. Bà con làm đơn gửi ban tiếp công dân và lãnh đạo huyện, gửi tới lãnh đạo tỉnh, thậm chí nhiều lần gây ra những vụ việc ồn ào, mất trật tự tại địa phương. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Thiệu Hóa đã ban hành quyết định thanh tra trách nhiệm trong việc giải quyết tồn đọng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn xã Thiệu Công. Sau hơn 3 tháng xác minh đơn thư, làm việc với nhân dân và lãnh đạo xã qua các thời kỳ, đoàn đã ban hành kết luận thanh tra, chỉ rõ nhiều sai phạm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai và tài chính liên quan đến đất đai trên địa bàn xã Thiệu Công. Đến thời điểm ban hành quyết định thanh tra, xã Thiệu Công có 143 trường hợp đang sử dụng đất, đã nộp tiền hoặc chuyển đổi đất mà vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Trong đó, có nhiều trường hợp giao đất trái thẩm quyền. Sau khi kết luận thanh tra ban hành, Ủy ban Thường vụ huyện ủy đã quyết định xử lý trách nhiệm của 9 cá nhân, tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân phối hợp xử lý các vấn đề tồn đọng. Chúng tôi đang thực hiện theo quy trình xử lý quy luật bên nhà nước đối với cán bộ công chức, viên chức theo quy định của luật công chức. Thì đến nay thì nhân dân người cũng rất là đang tin tưởng và đến cái việc xử lý đúng người đúng tội. Cho tới thời điểm hiện nay, nhiều hộ dân xã Thiệu Công đã vui mừng cầm trên tay sổ đỏ sau nhiều năm mong đợi. Nhân dân tin tưởng vào nỗ lực và hướng giải quyết của cấp ủy chính quyền, sẵn sàng đối thoại, hợp tác để những tồn đọng về đất đai kéo dài trong nhiều năm được giải quyết.
được các ban ngành của huyện, của tỉnh thì tư vấn rồi giải quyết, thì chúng tôi cũng hiểu được pháp luật, cũng hiểu được là mọi sự giải quyết cũng phải theo pháp luật của nhà nước, chứ còn cũng không tự ý ai mà có thể là giải quyết được. Nên mình là cái người mua trước mà sai thì cũng sai, các cái lớp cũ thì trừ người ta già cả, ta nghỉ hưu rồi, rồi có kiện tụng mãi rồi cũng chả biết là tới đâu, thì cũng phải theo cái quy định chung của pháp luật. Tôi đã được cấp đất, tức là được hơn một tháng này. À, như vậy còn những còn một số thì tôi về cũng vận động, tức là đóng thêm về cái tài chính để mà lấy thêm, để mà lấy về để quyền mình sử dụng đất, rồi là hắn đảm bảo hắn yên tâm. Vấn đề đất đai tại xã Thiệu Công tạm ổn định, tuy nhiên trên địa bàn huyện Thiệu Hóa số lượng đơn thư vẫn tương đối lớn, vẫn còn khiếu kiện đông người vượt cấp. Trong năm 2018, lãnh đạo huyện, ban tiếp công dân, thanh tra huyện đã tiếp 182 lượt với 297 công dân, tiếp nhận 85 đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh kiến nghị. Năm 2019, huyện tiếp 190 lượt công dân, tiếp nhận 82 đơn khiếu nại tố cáo, phản ánh kiến nghị. Nội dung khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai, chế độ chính sách, tố cáo các hành vi vi phạm của cán bộ công chức xã trong việc thực hiện quy chế dân chủ, quản lý ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, thu đóng góp. Trong 2 năm vừa qua thì ở huyện Thiệu Hóa thì xuất hiện cái tình trạng đơn thư vượt cấp khá là nhiều. Trong đó thì có trên 80% là thuộc về cái lĩnh vực đất đai. Chủ yếu là nhân dân đòi quyền lợi trong cái việc là giao đất trái thẩm quyền qua các thời kỳ. Đấy. Và đứng trước cái tình hình này thì huyện đã lãnh đạo huyện, ban thường vụ huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện đã tập trung lãnh đạo và chỉ đạo để từng bước giải quyết. Thì trên địa bàn huyện thì vẫn còn một số các cái tồn tại trong công tác giải quyết đơn thư, đó là một số cái trường hợp công dân có khiếu kiện vượt cấp đông người và gửi đơn nhiều lần đến nhiều các cái cơ quan khác nhau, và có nhiều trường hợp là mặc dù đã được cái cơ quan cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết đúng quy định của pháp luật và đã đối thoại trả lời nhiều lần, nhưng mà công dân vẫn tiếp tục có đơn khiếu nại tố cáo gửi đến các cấp. Và một số cái tồn tại trong vấn đề đơn thư trên địa bàn huyện thời gian qua thì thực tế nó có một số các nguyên nhân. Trước hết là các cái văn bản về chế độ chính sách một số các lĩnh vực, đặc biệt là liên quan đến đất đai, thực hiện chế độ chính sách và một số các lĩnh vực về đầu tư xây dựng cơ bản, về tài chính thì nó cũng còn nhiều bất cập. Thứ hai là công tác quản lý nhà nước một số lĩnh vực ở một số địa phương trên địa bàn huyện cũng còn một số cái hạn chế, và việc thực hiện sau một số các cái kết luận thanh tra, cái quyết định giải quyết đơn thư ở một số đơn vị nó còn có những cái chưa kịp thời, và cái việc xử lý tập thể cán bộ và tập thể cá nhân có liên quan sau các cái kết luận thanh tra xử lý đơn thư có vụ việc nó còn chậm. Xác định vai trò của việc tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo trong việc ổn định tình hình trên địa bàn, huyện Thiệu Hóa đã bố trí cán bộ thuộc ban tiếp công dân huyện tiếp công dân tất cả các ngày trong tuần. Lịch tiếp công dân của lãnh đạo huyện được niêm yết công khai, thực hiện nghiêm túc. Tại các buổi tiếp công dân, những vấn đề vướng mắc của nhân dân được giải đáp, đối thoại công khai, dân chủ. Trong thời gian tới thì phía thanh tra huyện tham mưu cho ủy ban huyện, chủ tịch ban huyện một số các giải pháp chủ yếu. Thứ nhất là làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, mà đặc biệt là các cái pháp luật liên quan đến tiếp công dân, giải quyết đơn thư và một số các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, giải quyết kịp thời các cái kết luận sau thanh tra, các cái quyết định giải quyết đơn thư của công dân. Và đồng thời đó là kiến nghị xử lý kịp thời các cái tập thể cá nhân có sai phạm sau thanh tra, đảm bảo nghiêm minh. Tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo đúng pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. Để hạn chế tình trạng người dân khiếu kiện vượt cấp kéo dài, đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gia tăng, huyện Thiệu Hóa cần duy trì tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại và giải quyết đơn thư. Quan trọng nhất là các ban ngành chức năng huyện Thiệu Hóa cần thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn và đối thoại để nhân dân hiểu, đồng thuận, giữ vững niềm tin đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền. Chuyên mục phòng chống tham nhũng tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.